Oui. Chảy nước mắt luôn. Chị đã ôm khóc rồi. Khóc đi. Để đây để lau nước mắt cho.
khách đi buổi chiều vậy? Có đợt cũng đi buổi sáng. Chỗ đau nhất rồi đó. Cái đừng kích vô nhiều, tự xí nữa tự cái tay đưa vô là nó tự rõ, kích vô là nó bị mờ hơn, rõ rồi đúng không? Giờ không thấy cái tay vậy á. Lấy nét cái tay chị này là khi mà rồi đó. Còn một bên má nè, ráng này chứ, ráng, đừng khóc, đừng khóc. Đừng rên, gần xong rồi, gần xong bên này, gần xong bên đó, xong xong sơ sơ nha. Mày đừng hậu mày. Mai mỗ tụi sao nào tiếp rồi, không sao đâu. Nhưng mà mới bay mà đã nặng bay nhau.